Tổng tài bá đạo màn ảnh Trương Hàn hẹn hò với Á hậu kém 14 tuổi. Nam diễn viên Trương Hàn lộ ảnh tình tứ với Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Á Châu 2020. Người đẹp kém nam diễn viên 14 tuổi. Ngày 15 tháng 5, Sohu đưa tin nam diễn viên Trương Hàn bị bắt gặp có buổi hẹn hò với người đẹp Cao Văn Quân, kém anh 14 tuổi. Cả hai lái xe tới một nhà hàng để ăn tối. Sau khi dùng bữa xong, họ cùng bạn bè tới một quán bar. Sau đó, cả Trương Hàn và Cao Văn Quân đều có vẻ đã say, họ có nhiều cử chỉ trêu đùa nhau. Cuối cùng, họ về khu nhà ở của Trương Hàn. Theo Sohu, nhìn cử chỉ thân mật mà hai người dành cho nhau, truyền thông cho rằng Trương Hàn đã tìm được mối tình mới ở tuổi 39. Trước đó, khi tham gia show truyền hình, nam diễn viên cũng chia sẻ về việc muốn tìm người phù hợp để kết hôn. Bên cạnh đó, thông tin về người đẹp vướng nghi vấn hẹn hò với Trương Hàn cũng được tiết lộ. Cao Văn Quân sinh năm 1998 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Hồng Kông, sau đó học thạc sĩ tại Đại học Columbia, Mỹ. Năm 2020, Cao Văn Quân tham gia cuộc thi Hoa hậu Á Châu do đài ATV Hồng Kông tổ chức và giành vị trí Á hậu 2, cùng giải thưởng phụ Hoa hậu ăn ảnh nhất. Với ngoại hình nóng bỏng, sự thông minh tinh tế trong giao tiếp và học vị cao, Cao Văn Quân còn được gọi là người đẹp học thức. Hiện, Cao Văn Quân xuất hiện với vai trò người mẫu và nghệ sĩ giải trí. Năm 2021, cô tham gia show Chúng ta yêu nhau đi mùa 3 và cũng gây ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, sau khi phóng viên liên hệ với Trương Hàn, nam diễn viên cho biết đây là một cuộc gặp gỡ giữa bạn bè thông thường. Ngay sau khi tin đồn hẹn hò gây xôn xao mạng xã hội, đại diện phía Trương Hàn đã lên tiếng phủ nhận. Phía tài tử sinh năm 1984 nhấn mạnh, clip do truyền thông Hoa ngữ đăng tải được quay từ buổi tụ tập bạn bè của nam nghệ sĩ. Trước kia, Trương Hàn là nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí showbiz. Nhưng trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của anh liên tục xuống dốc. Trương Hàn từng là nam thần màn ảnh một thời của giới giải trí Hoa ngữ nhờ các bộ phim thành công vang dội khắp châu Á như Cùng ngắm mưa sao băng, Xăm xăm đến rồi, Đẳng cấp quý cô. Anh từng hẹn hò trong 5 năm với bạn diễn Trịnh Sảng. Họ từng được coi là cặp tiên đồng ngọc nữ của showbiz. Tuy nhiên, cả hai chia tay vào năm 2013 sau tuyên bố đơn phương từ phía Trịnh Sảng. Đến năm 2014, Trương Hàn công khai hẹn hò với mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Chát. Tuy nhiên, đến năm 2017, Trương Hàn và Cổ Lực Na Chát tuyên bố kết thúc mối quan hệ. Trúc Chi, theo Dinh, VOV.